Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng đá quý phong thủy Bạch Dương xin giới thiệu với các bạn một số mẫu vòng tay đá phong thủy cho người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Trong khoa học phong thủy phương Đông, vạn vật đều được hình thành từ năm nguyên tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sự cân bằng trong mối quan hệ ngũ hành sẽ giúp hỗ trợ công việc, cuộc sống, tình duyên và sức khỏe cho mỗi người. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ. Vậy để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng các loại trang sức đá phong thủy có màu đỏ, tím, hồng, cam thuộc mệnh hỏa để được năng lượng tương sinh. Theo quan niệm tương sinh, hỏa sinh thổ nên khi sử dụng trang sức đá phong thủy có các màu trên sẽ giúp kích thích năng lượng bản mệnh phát triển, từ đó hỗ trợ cuộc sống, công việc được thuận lợi, mở rộng và phát triển. Sau đây, cửa hàng đá quý phong thủy chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số mẫu vòng tay đá phong thủy hợp với người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 như vòng tay đá Thạch Anh Tóc Vàng. Thạch Anh Tóc Vàng tượng trưng cho trí tuệ, sự thông thái và anh minh, là loại đá phong thủy tốt nhất, có tác dụng phong thủy mạnh nhất. Với màu vàng đặc trưng, chúng biểu tượng cho màu của nắng, màu của ánh mặt trời ấm áp, có nghĩa là mang lại hạnh phúc, thịnh vượng, sức khỏe tràn trề. Đeo vòng Thạch Anh Tóc Vàng bên mình có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, giúp cơ thể phục hồi sau trị xạ, có tác dụng tốt trong điều trị về đường hô hấp. Ngoài ra, chúng còn có khả năng làm tăng trí tiến thủ, tăng dũng khí để đối diện với thử thách. Đặc biệt, khi đeo vòng Thạch Anh Tóc Vàng thì sự nghiệp của chủ nhân luôn được thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt và thịnh vượng. Vòng tay đá mắt hổ vàng nâu. Đá mắt hổ vàng nâu, viên đá tượng trưng cho sự may mắn và giàu có, mang nguồn năng lượng mạnh mẽ, đem lại tài lộc vững mạnh, tốt cho sức khỏe của người đeo. Về mặt phong thủy, đeo vòng đá mắt hổ vàng nâu sẽ giúp tăng sự tự tin hơn cho người đeo, thêm dũng khí, tăng cường ý chí, quyết đoán hơn, vượt qua mọi khó khăn trong công việc, đem đến sự thành công. Nhiều người tin rằng đeo vòng đá mắt hổ vàng nâu thường xuyên sẽ kích thích lòng tin, mở rộng nhiều mối quan hệ, tạo ra nhiều cơ hội giúp mang lại may mắn và thịnh vượng trong cuộc sống. Hiện tại, cửa hàng đá quý của chúng tôi luôn có sẵn rất nhiều mẫu vòng tay đá phong thủy đẹp và tốt nhất cho người tuổi Canh Tý. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0986 707 892 hoặc 091 199 8682. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn vòng tay đá Thạch Anh Tóc Đỏ, là loại đá phong thủy tốt nhất, có tác dụng phong thủy mạnh nhất. Việc đeo vòng Thạch Anh Tóc Đỏ giúp cải thiện được khả năng tự tin của người đeo, tâm trí được khai thông, tinh thần minh mẫn, sáng suốt hơn. Vì thế mà người đeo loại vòng này có thể dễ dàng vượt qua được những thách thức trong cuộc sống để giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề. Ngoài ra, chúng còn giúp cải thiện các mối quan hệ về tình cảm vợ chồng, nam nữ và các mối quan hệ khác ngoài xã hội như bạn bè, đồng nghiệp. Đây là một trong những loại vòng mang nguồn năng lượng tuyệt vời, có thể giúp hấp thu những nguồn năng lượng tích cực và đẩy lui những nguồn năng lượng xấu, từ đó giúp mang đến may mắn, tài lộc cho người sở hữu. Ngoài những sự lựa chọn trên, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 còn có thể đeo các loại vòng tay đá phong thủy tự nhiên như vòng tay đá Thạch Anh Tím. Vòng tay đá Thạch Anh Vàng. Vòng tay đá mã não đỏ.
Cửa hàng đá quý Phong Thủy Bạch Dương cam kết mang đến cho bạn các mẫu vòng tay đá phong thủy đẹp từ đá tự nhiên tốt nhất, năng lượng từ trường cao nhất, sẽ đem lại sức khỏe, may mắn, bình an cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để mua hàng, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0986 707 892 hoặc 091 199 8682, Facebook Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh bên dưới để theo dõi nhiều video hay và bổ ích của chúng tôi về phong thủy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.